Trần Nguyên Đán, hiệu Băng Hồ, là chát của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. Ông vốn thuộc dòng Tôn Thất, lại thông minh đức độ nên được bổ làm quan từ khi còn trẻ tuổi và trở thành trụ cột của triều Trần dưới thời vua Nghệ Tông và Duệ Tông. Năm Kỷ Dậu 1369, Dương Nhật Lễ âm mưu thay đổi triều đại, các tôn thất nhà Trần đã cùng nhau khởi binh. Trần Nguyên Đán theo vua Nghệ Tông tới hội quân ở miền sông Đại Lại, phủ Thanh Hóa để bàn tính việc dẹp loạn. Sau khi dẹp xong, Trần Nguyên Đán được phong chức từ đồ. Đến thời Trần Duệ Tông, ông được giao thêm trọng trách trông coi việc quân ở trấn Quảng Oai. Tuy nhiên, do làm quan vào thời kỳ nhà Trần suy yếu, vua Tin dùng họ ngoại dẫn đến việc Hồ Quý Ly thâu tóm quyền bính trong tay, lũng đoạn triều đình. Thấy tình thế nguy nan nhưng không thể cứu vãn được, Trần Nguyên Đán bèn xin cáo lão về ẩn tại Côn Sơn. Để tránh họa sau này, ông đem con làm mồng giữ gửi gắm Hồ Quý Ly. Đến khi họ Hồ trị nước, con cháu của Trần Nguyên Đán đều tránh được nạn, mồng giữ được giữ chức đông cung phán thủ, Thúc Sào và Thúc Quỳnh làm tướng quân. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép, Trần Nguyên Đán là bậc hiền tài trong các hành sĩ cùng họ nhà vua. Tuy mang khí phách trung phẫn, nhưng bó tay bỏ mặc vận nước không biết làm sao. Lãnh quyền tướng quốc để mong bạo tản gia thuộc sau khi nước đổ. Việc làm này của Trần Nguyên Đán bị người đương thời châm biếm. Sau này, sự thần Ngô Sĩ Liên nói, Nguyên Đán là bậc đại thần cùng họ với vua. Biết họ Hồ sắp cướp ngôi, cơ nghiệp nhà Trần sắp hết. Thế mà không nghĩ đến việc vững vàng vượt qua gian nan, cùng vui lo với nước, lại đem con mình gửi gắm cho họ Hồ để làm kế về sau. Thế là mưu lợi mà không nghĩ đến nghĩa, bọ đào mà chỉ tính đến cầm, sao gọi là người hiền được. Tiếc rằng học vấn kiến thức của ông biết trước được mọi điều mà lẫm nhân thì không giữ được. Dù vậy, quan tư đồ Trần Nguyên Đán vẫn được người đời sau vô cùng cảm phục khi làm được một việc mà rất ít nhà nho thời bấy giờ có thể vượt qua. Truyền kể rằng, Nguyễn Ứng Lòng, tức Nguyễn Phi Khanh, là một thanh niên nổi tiếng hay chữ, giỏi văn thơ nên dù xuất thân nghèo khó, vẫn được Trần Nguyên Đán mời về dạy cho con gái là Trần Thị Thái. Đôi trai tài gái sắc cảm mến nhau, tình duyên nảy nở. Kết quả là bà Trần Thị Thái mang thai, ông Nguyễn Ứng Lòng sợ bị trọng tội nên bỏ trốn. Biết chuyện, quan tư đồ nói, vận nước sắp hết, biết đâu chẳng phải là trời xui nên thế. Vì tết không phải là phúc, liền sai người đi tìm Nguyễn Ứng Lòng trở về và ôn tồn bảo. Người xưa có việc như thế, chẳng thấy Văn Quân và Tương Như đấy ư. Hay được như Tương Như, danh truyền đời sau, đấy là sự nguyện của ta. Vợ chồng Nguyễn Ứng Lòng và Trần Thị Thái đã sinh ra Nguyễn Trãi, sau cùng Đỗ Thái học sinh, trở thành một vĩ nhân của đất nước. Nếu như không có tấm lòng bao dung nhân hậu của tư đồ Trần Nguyên Đán, có lẽ dân tộc Việt Nam sẽ không có nhà văn hóa lớn. Thì sĩ thiên tài, một anh hùng dân tộc cùng bạn tuyên ngôn độc lập thứ hai, Bình Ngô Đại Cáo nổi tiếng.